Khôi hợp và tu, meta và tu và nguyên khối 18K. Đây là khăn sổ thẻ và đây là bộ cốc sạc siêu nhanh. Điểm nổi bật nhất chính là vàng nguyên khối 18K. Toàn bộ mặt sau của máy được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K, kể cả nút nguồn, nút âm lượng lớn nhỏ, khe sim cũng là vàng nguyên khối. Về phần cụm trang của camera có một lớp kính sapphire bảo vệ chống chảy xước. Dưới tấm kính sapphire này là lớp vàng nguyên khối 18K. Phần khung mặt sau của máy được làm bằng gốm ceramic giúp máy luôn sạch bóng và chống chảy xước. Màn hình rộng là 6.67 inch, kính màn hình được làm bằng sapphire nguyên khối. Đây chính là siêu phẩm hot nhất của Vatu năm 2023, là máy bảo mật tuyệt đối hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ web 3.0 đầu tiên, hệ điều hành Android 12, dung lượng ROM là 12, dung lượng lưu trữ 512, danh bạ lưu là không giới hạn, mạng di động là hỗ trợ 5G, SIM là 2 SIM, dung lượng pin là lên đến 4.600. Xuất xứ chính hãng Vatu, Anh Quốc. Tình trạng mới 2023 full hợp, máy được bảo hành chính hãng đến 2 năm. Máy cấu hình cao, chạy nhanh mượt mà, vừa dùng công việc, vừa dùng giải trí đều ok. Anh em quan tâm liên hệ 0936 177 777 để được tư vấn và giao hàng nhanh ạ.